Đại dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đã phát triển nhiều năm với GDP là trên 10%. Nhưng hiện nay nền kinh tế nóng đó cần phải hạ nhiệt. Và họ làm bằng cách nào? Họ có thể hạ cánh an toàn hay là hạ cánh khó khăn, thưa quý vị? Vào thập niên năm 1990, thì Nhật Bản cũng rơi vào trường hợp này. Nhưng họ đã hạ cánh khá an toàn bởi vì Nhật Bản có một cái hệ thống an sinh xã hội rất là lớn, cho nên những cái việc thất nghiệp sẽ được bảo đảm, những người bị thất nghiệp sẽ được nhận trợ cấp, và do đó cái tình trạng xáo trộn trong cuộc sống không có nhiều như là Trung Quốc hiện nay. Trung Quốc hiện nay đang muốn hạ nhiệt, cho nên trong kế hoạch 5 năm từ đây tới 2015 thì họ đưa ra cái số liệu là 7% GDP. Nhưng Trung Quốc đang đứng trước một thách thức rất là quan trọng. Đó là làm thế nào để có thể hạ cánh an toàn. Bởi vì họ đang đứng trước một vấn đề nghiêm trọng là nền kinh tế của họ. Hiện nay các quả bóng địa ốc đã bắt đầu nổ. Và cái tình trạng thất nghiệp gia tăng. Trong khi đó thì cái hàng, các cái đơn đặt hàng từ ngoại quốc cũng giảm vì cái sự suy trầm kinh tế ở tại châu Âu cũng như tại Hoa Kỳ. Như thế, liệu Bắc Kinh có dám hy sinh cái tỷ lệ phát triển GDP hay không? Hay họ vẫn giữ mức cao để làm một cái, coi như là làm an lòng dân chúng? Thì nếu trong trường hợp họ không làm được thì việc gì sẽ xảy ra? Bởi vì hiện nay Trung Quốc phải giải quyết những vấn đề quan trọng. Thứ nhất là làm thế nào để cho cái nền kinh tế hạ nhiệt một cách an toàn. Cái thứ hai là làm thế nào để phân bố lại tài sản. Chúng ta đều biết hiện nay Trung Quốc đã có hơn 2.000, có thể nói 3.000 tỷ trữ tệ. Nhưng mà số tiền đó tôi nghĩ không thuộc về dân chúng, mà nó là thuộc cái tầng lớp lãnh đạo. Họ đang gửi ngoại quốc, họ đang đầu tư lung tung hết. Nhưng mà dân không chắc gì đã đụng được số tiền đó. Thứ hai là cái việc khố ngăn cách giàu nghèo nó quá lớn đi. Làm thế nào để san bằng? Nếu san bằng thì có thể xảy ra cái trường hợp gọi là giống như cuộc cách mạng văn hóa của thập niên 1960 hay không? Bởi vì chúng ta thấy cái xu thế hiện nay, dân chúng Trung Quốc rất bất mãn, cho nên ủng hộ ông thị trưởng của Trùng Khánh, tức là Bạc Hy Lai. Ông Bạc Hy Lai đã bị mất chức thị trưởng, nhưng mà cái làn sóng đó, cái xu hướng đó vẫn tiếp tục phát triển ở tại Trung Quốc. Do đó người ta sợ rằng có thể xảy ra một cái cuộc cách mạng văn hóa để mà triệt hạ những nhà giàu, để mà triệt hạ những cái giới lãnh đạo gọi là tham nhũng. Như vậy đó là tình trạng nguy hiểm hết sức. Vì như vậy thì Trung Quốc sẽ giải quyết vấn đề của họ bằng cách nào? Thứ nhất, họ vẫn tiếp tục giữ cái GDP tăng để có thể xoa dịu dân chúng. Thứ hai là có thể họ sẽ dấy lên một cuộc xâm lăng ở tại vùng châu Á, Thái Bình Dương, đặc biệt tại Biển Đông, là những cái nơi họ rất dễ đánh. Cho nên khi đã dấy lên cái cuộc chiến tranh, có nghĩa là huy động được cái tinh thần yêu nước của dân tộc Trung Quốc, hay là nói riêng là của Hán tộc, thì như thế họ sẽ làm hạ nhiệt đi cái, những cái bất mãn ở trong xã hội. Thưa quý vị, dù thế nào chăng nữa, sự sụp đổ của nền kinh tế Trung Quốc đứng thứ hai so với trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ thôi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tất cả những nền kinh tế khác trên thế giới. Không ai muốn, nhưng liệu cái giới lãnh đạo Trung Quốc hiện nay và tương lai có đủ khả năng để mà hạ cánh an toàn hay không? Xin cảm ơn quý vị đã đón nghe.